Ok, hello chào các bạn, mình tên Quang Dương. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh Đồ. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là gì ạ? Ok các bạn, chào các bạn đến với channel Chuyển Xe Tình Thương. Thì ngày hôm nay thì có rất nhiều bạn comment nói với bạn anh Đông và tất cả mọi người dân đó. Thì mình cũng, ngày hôm nay thì mình đã chọn một món, đó là món bánh mì thập cẩm mọi người ạ. Vì số lượng người đó rất là đông, cho nên mình sẽ chọn cái món này vừa nhanh vừa dễ làm, ăn lại ngon nữa. Thì là cái nguyên liệu của mình sử dụng đấy là trứng mọi người, đấy là xúc xích đấy. Còn bánh mì thì nữa mình trên đường đi thì mình sẽ mua cho nóng và mình sẽ đến đó và mình sẽ chuẩn bị ở đây, ở nhà là chuẩn bị trứng và xúc xích, thì lát nữa mình sẽ chiên sơ qua. Thì cái này là xúc xích đóng gói mọi người đấy, chiên sơ qua sau đó là mình sẽ lên bản làng của anh Đông đã giúp đỡ đến đó và sẽ cùng với người dân đó và làm món bánh mì thập cẩm của Việt Nam cho các người dân đó thưởng thức nha mọi người. Comida mai para tudo. Yeah. Okay. Okay, bạn. Yeah, thì mình cũng đã đi đến nơi rồi. Thì bây giờ mình đã gọi là nói anh Đông, có anh Đông dẫn đường trước là tập trung tất cả mọi người. Thì cái món ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho tất cả mọi người ăn đây. Đấy. Ta tudo bom, né? Tá com fome já? Sim. Ok, já. Bora só pouco, já? Sim. Tá bom. Aí, các người dân đón tiếp rất là nồng hậu mọi người ạ. Rất là vui. Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái cùng mình đâu kiếm một chỗ nào đó cho nó băng mà im tí. Hôm nay thì mình không chở ban mọi người ạ. Công canh quá. Mình sẽ lấy cái bạt. Bạt này không có chỗ nào dập đâu. Nằm cả người đứng luôn hoạng cái gốc cây này đi. Thôi được. Vì đông người mà. Thì tìm chỗ mua có cái mình có bạt mà. Ừ thì chỗ gốc cây này. Bạt giờ cái bản này không chỗ nào cũng nặng cả. Không ngồi được, ngồi ghê. Này thì ngồi được thôi. Ừ. Bây giờ. Rồi. Mũi tu. À, hay là ra bên trước. Mũi tu criança. Hay không? Ok ok ya. Ok. Te prazer lá. Muito bonito. Đấy, cá hạt, đồ ăn đến là cá hạt nhảy múa này các bạn, rất là đáng yêu. À, cái bài hát rất quen thuộc, cái bài hát đây là bài hát rất là quen thuộc, mình đi nhiều nơi con đít là hạt cả rồi. À, tua về có nghĩa là đồ ăn tới rồi đấy các bạn, đấy, sắp có ăn rồi. Ok, đi nào. Ok các bạn. Thì mình chỉ đưa hai bàn đi thôi để mình bỏ đồ lên và sẽ kiếm một một năm sáu người chỉ lớn đấy, như người lớn này sẽ có thể giúp mình làm mì cho nhanh. Bây giờ mình trải bàn cho tất cả mọi người ngồi. Agora, mamá, penso ajudar a levar a criança para lavar mal. Como não pode ficar mal sujo assim, já? Leva só mesmo tudo para lavar mal bem limpo, já? Vou lavar só mal, já? Depois ponta aqui. Nenê, nenê. Lava tudo mal. Ta vào bên mau ca để ta mê. Đấy, cho em đi rửa tay mọi người ạ. Đấy, các em đi. Đó là trời đấy, chân đất. Mặt mùi, cả nước mùi, cả đất. Đấy, bây giờ mình đi rửa. Đi rửa tay. Đôi nào? Tên xe xinh của. À, quá tui ra. Đấy, mình sẽ tiếp. Đấy, có hai cô em đây sẽ giúp đỡ mình. Để mà làm cho nhanh. Cái này mới lấu là cái đoàn bỏ thịt của các bạn.
Ôi, anh này, vai là vào màu. Làm vào tu rùa, gọi là vai là vào màu. Vào là bố xe, về về gặp bao, mấy tên ca này, chorizo. Dạ, là gì em ok. Dạ, 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 bố. Sáng em thanh niên, khỏe áo không? Ok chưa? Ok, quá chuẩn đấy. Bản thấy đấu mọi người ạ. Mình cũng muốn là nấu món cơm hay là món thịt chứ ạ. Nhưng mà chúng là nấu thì số lượng người quá đông như thế này cùng sẽ sắp xếp với anh đóng ba đến đóng bừa thì nấu nói chung là trước mắt thì trước anh em mình cứ làm cái gì ăn nhanh để nhanh. Giúp vì ngày hôm qua là ngày hôm qua là anh cũng cho gạo rồi thì bây giờ mình sẽ làm một cái món nhè, món bánh mì để ăn cho người ta mình thưởng thức thôi. Việt Nam cho người ta cảm nhận thế nào có thấy không, còn sau này nửa thì chúng ta sẽ làm những cái món hay hơn. Nói chung là giúp người dân thưởng thức trước mắt đã thôi. Thế còn mà để bây giờ mà để giúp tất cả cả bản đều no thì nghe khó. Cũng khó dần dần thôi. Ngoài này cứ chống đói trước mắt này. Còn rất nhiều bản, còn bản của Linh Philip nè. Ừ, bản Linh Philip cũng ok này, à cô, Linh rồi, mà lên. À Linh rồi, đây lại đô đấy. Ok bạn, đây bây giờ anh em đi đây, bánh mì đây. Đây, hơn 200 cái bánh mì mọi người ạ. 200 mấy? Mấy số lượng, nào lon đấy. Năng, năng lắm, nhiều quá nhỉ. Bắt theo. Ok, đây mình chuẩn bị rất là nhiều. Hai nồi, một nồi trứng và một nồi xúc xích. Còn cái kia là vì mình phải bỏ như vậy, ít nhưng bỏ như vậy là cái sốt cà chua. Thì mình định sử dụng cái lò sốt cà chua bán sành mọi người. Nhưng mà mình thấy cũng ngon, cũng thơm. Mà đắt tiền nữa, cho nên là thôi mình mua cà chua về làm nước sốt luôn. Cho ghế thôi để các em ngồi bán. Ghế thôi. Ghế, thì mình, ghế để cho người lớn ngồi đi. Người già đây. Người già mà không được bán đây. Thì em có đưa mặt máy chung đấy. Kêu thu một ca đã sao mình. Các bạn, trứng và đủ thứ đấy. Mua được cả mình. Thật chí là bản này rất đông. Xe nào, xe con kia đây. Xe con này bỏ gì đấy luôn, lấy cái đoàn này lấy được. Để ăn không? Nào, cái nào, ok, thì cho mọi người ra đây, người ra mọi người ngồi. Ok. Mà bây giờ tiêu ra cái này, xem là, tên cái này. Nào, xem ta, nào, tu đủ mềm ra vậy, mày phải tu đủ mềm xem ta kì. Cô đủ, không? Cô đủ đấy. Ông con ta, bà sẽ con dần 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 dần. Yeah, vai cuia, né? Não, 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 beba. Đối với các trẻ em người dân Việt Nam thì cái món bánh mì thập cẩm thì chắc là cũng gọi là món bình thường dân dã. Nhưng mà đối với các em ở đấy ở bản đấy người dân đấy thì là một cực phẩm mọi người ạ, gọi là một siêu cực phẩm, chắc là chưa rồi. Chưa bao giờ được ăn đâu. Thế cái này trưởng thấu nói chứ bao giờ được ăn mà. Bánh mì không cũng chưa được. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ sắp xếp chỗ ngồi. Như là đồ đạc để chuẩn bị like mọi người. Ok bạn, đây đây. Trời, cái này là cả bản khác chứ. Hay là một bản này có 50 năm nhà đấy. Hôm qua đủ đúng 5 nhà luôn. Có trưởng bản này quý rất là. Ok, đây đây là cái dây chuyền của mình đây. Bây giờ là một người lính đầu cắt chào các bạn đây. Yeah, cắt bài. Đây đâu cắt. Cắt. Quên mình cũng chưa chào các bạn. Ok, hello chào bạn nha. Mình tên Đông Bao Nù. Ok, hello chào bạn nha. Mình tên là Quang Dũng. Ok, hello chào các bạn. Chào ký. Chào Lindo. Ok, bây giờ là mình sẽ làm chuyện. Vamos a va entregar un crianza, ¿eh? Đấy. Em bỏ trứng để anh bỏ cà rốt bên là xúc xích, em bỏ trứng bên dưới nước. Để em bỏ một cái lên. Dạ. Entrega una crianza y para una crianza aguardas un poco, ¿ya? ¿Para qué? ¿Cómo se llama? 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 Đấy, nước sốt cà chua rất là ngon mọi người ạ. Ngon này. Ngon, được, ngon. Xong rồi, em đưa luôn cho em. Em này có giấy. Em đưa cho em kia. Mà kia em này, chúng ta mời em đưa đi, dài quá. Dài quá. Cho đây. Đây là làm luôn. Đấy. Ít nào, vai gì? Potato, ok. Potato vào. Có gì hơn gì? Đây rồi, quả luôn cho dây chuyền nó nhanh. Đừng nhanh như thế. Đấy, đây, chúng ta làm cái chuyện này. Mệt rồi. Dạ, ok. Guarda un poco per raccomandare, ya. Chào bê ba! Chào bê ba!
Ngon, ngon. Khóc nhảy ghê. Ngon ơi, ngon ê cha bê bà. Ngon ê cha bê bà. Tuyệt vời. Em mới nhà Ly ngoài á. Nói à. Tuyệt vời. Ê, tuyệt vời hơi dài không nói được. Có tì có rõ bay sao. Bà rung ra. Uê, uê, uê. Agora, agora tem também tem muito amigo tá olhando para ver você comer. Agora tem que falar bom apetite para outro, já? Agora falar moi kak ban an. É uma minha língua. Já cumprimentar, já? Ok. Kawana, vai giờ tất cả cõi rồi. Đấy, tam khoảng 270 cây mọi người. Nam này vô đây. Moi kak ban an. Agora, bom apetite, já? Começou.
ok. Đấy. À, gọi là gì? Phải tên thôi. Bây gà. Không phải số đôi. À, gọi là a peso que más crianza no consegue comer. Vem ajudar só, ya. Y voy con. Hay mucha crianza no. Đấy, cái em ơi. Ở đây ăn toàn là kiểu kiểu ăn xẻ đá để bốc thịt ăn đấy. Nhưng mà gà một bánh mì mà không ạ. Đó. Vem ajudar. Sí, de qué. Peso ajudar para comer. Agora assim, assim, né? Bate assim, bate assim no meio. Vem, vem, vem. Ah, pega assim. Yeah, bate assim no meio. Yeah, agora come. Agora come com pau, com carne. Come já. Epa! Muito bom, hein? Vai assim. Essa pega aqui. Uma pega assim, outra uma pega assim. Uma pega assim. Yeah, come mesmo assim. Yeah? Ah, mais criança tá aqui. À, ấy các em chỉ ở Việt Nam bóc thịt ăn thôi, miếng ăn chung. Đấy. Ba tiệt si nhá. Nên nè. Quy ăn đấy. Ừ, dạ, agora. Nào, tudo é teu, nhá. Agora. Levanta na boca, come. Come. Đấy, đấy. Đấy. Đây, essa já sabe comer. Lindo ơi, này. Mama, à tên đôi giày. Lindo lại có mẹ em nhỏ mà không ăn được, chỉ em nhỏ ăn bẻ đôi ra đi. Bẻ đôi ra đi luôn đi. Dạ. Agora come assim. Ipa. Assim cuia, né? Né? E agora vou partir assim. Ai, tá aqui. Agora come com força. Ipa. Cuia, né? Ya. ¿Cuándo acaba rápido? Các bạn này, ấy cả người lớn cũng ăn theo kiểu là mở bánh mì đã ăn mà người để thịt ăn. Bate assim no meio, depois comer junto con carne, con pau. Yeah, así es comer pau, esa aquí da minha terra. Tá cuidado, né? Yeah, đây đúng rồi thì mọi người đấy chắc là không bao giờ được ăn trực về xúc xích như thế đâu. Bánh mì giảm mì khống. Dạ, ta bơ. Đấy. Muito cuia. Cuia. Cabeba. Cabeba. Mon. Mon. Ok. Agora eu tô com medo, já. Depois vou fazer outra comida, já. Quer comer o quê? Arroz. Ai, các bé thích ăn gạo đấy, mọi người. Hãy bỏ trọng đồng cơm. Cá bồ. Dạ. Aqui. Tá tudo bem, né? Dạ. Então, gostar dessa comida? Sim. Dạ, outro dia vou fazer outra coisa, já. Sim. Ok. Bây giờ mình sẽ hỏi cảm nghĩ. Cũng như là cái cảm nghĩ của bác trưởng thôn. Thì mọi người là hôm nay cái món ăn hôm nay là như nào, có hợp không? Có đội mình là ngon, hợp. Ê, thì mình nấu mà. Agora, você sente como com essa comida? Vietnamita. Muito bonito. Essa comida é muito bom. Muito bom. Nunca comi. Muito ngon, ngon. Muito bonito. É muito bonito. Mas aí ela fala ngon. Ngon. Ngon, ngon. Ngon é cuia. Comida bom assim. Já? Lindo com comida? Vui lắm. Ok, vui lắm. Tá cuia, né? Tá cuia. Video ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây. Thì mọi người cảm thấy hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like và một chia sẻ và một subscribe kênh Chuyện Hay Tình Thương để ủng hộ cho mình cũng như Lindo cũng như mọi người đây có thêm động lực để tiếp tục đi đến những cái bản khác và để nấu cho họ ăn những cái món ăn cho họ ăn thưởng thức. Đấy, những lượt xem, những lượt chia sẻ và những lời góp ý của mọi người là chính là những cái động lực rất là lớn dành cho mình cũng như là mọi người ở trong team. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok. Agora. Agora. Bañar, vaya. Oh, what is here? Yeah.